Sau 3 năm gián đoạn do dịch COVID-19, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Trung Lào Cai lần thứ 23 năm 2023 dự kiến được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2023 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Kim Thành, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Tại buổi họp báo, thông tin giới thiệu hội chợ, ban tổ chức cho biết đây là một hoạt động nằm trong chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia năm 2023, nhằm tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước giới thiệu quảng bá sản phẩm, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác, trao đổi, học tập kinh nghiệm và tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tới nhà phân phối, doanh nghiệp xuất khẩu trong cả nước, cung cấp thông tin, giải pháp, giúp các doanh nghiệp của Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc và một số thị trường nước thứ ba ngoài Trung Quốc. Đồng thời, phát huy vai trò vị trí cầu nối của tỉnh Lào Cai trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Hội chợ năm nay chúng tôi cũng đổi mới trong công tác chiêu thương, mời gọi các doanh nghiệp. Nhờ sự hỗ trợ tối đa của các đại sứ quán, các tổng lãnh sự cũng như là các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài để mời gọi kết nối các doanh nghiệp, tổ chức lớn của Việt Nam, Trung Quốc cũng như các nước thứ ba tham dự hội chợ. Thì ngoài những cái nội dung về kết nối thương mại thì hội chợ năm nay cũng có một nét rất đặc biệt, đấy là kết nối về du lịch, về văn hóa giữa Lào Cai và Vân Nam, thể hiện bằng cái khu gian hàng, khu triển lãm lịch sử, đường sắt Điền Việt có lịch sử phát triển hơn 120 năm, và cái khu du lịch Lào Cai Vân Nam để thể hiện hình ảnh quảng bá con người đất nước của Việt Nam và Trung Quốc. Là các cái hàng hóa để nhập khẩu Trung Quốc thì bây giờ sẽ không còn theo cái cách thông thường như cũ nữa. Và bây giờ các cái hàng hóa nông sản hoặc là các cái một số các hàng hóa thì đã bị yêu cầu về các cái truy xuất nguồn gốc hay là các cái tiêu chuẩn bắt buộc để được nhập khẩu vào Trung Quốc. Chính vì vậy là các cái doanh nghiệp của chúng ta qua các cái kỳ hội chợ như vậy thì cũng cần phải khẩn trương nắm bắt được các cái quy định của Trung Quốc trong cái việc mà xuất nhập khẩu hàng hóa về phía Việt Nam, để chúng ta làm sao là đáp ứng đối với hàng hóa chúng ta phù hợp với các cái tiêu chuẩn kỹ thuật của Trung Quốc. Dự kiến, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Trung Lào Cai lần thứ 23 năm 2023 có quy mô từ 600 đến 700 gian hàng trưng bày, giới thiệu các mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản, dược liệu, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, hóa chất, vật liệu xây dựng, đồ thủ công mỹ nghệ. Đáng chú ý là các gian hàng triển lãm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch, trong đó ưu tiên cho các sản phẩm có nhu cầu xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tỉnh Lào Cai. Trong khuôn khổ hội chợ sẽ diễn ra nhiều hoạt động như hội đàm hợp tác kinh tế thương mại, hội nghị giới thiệu cơ chế, chính sách, thu hút đầu tư và các dự án thu hút đầu tư, diễn đàn hợp tác xuất nhập khẩu, logistics Việt-Trung.